Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Hôm nay Thảo sẽ ăn bánh mì chảo nha. Thì mình có là xúc xích, thịt bò với lại trứng thôi. Rồi mời mọi người cùng ăn nha. Thảo sẽ ăn chung với lại rau muống ngâm chua. Xúc xích. Trong đây họ cho tương ớt rồi sẵn hết rồi. Này, cái trứng nè. Cái trứng mình làm vậy là cái mình nào chấm bánh mì. Trong đây họ cho tương ớt nhiều lắm cho nó cay. Mình ăn chung với lại đồ chua này nè, rau muống nó ngon. Trứng gà thì nó béo ngon lắm mọi người ơi. Thảo còn tính để pate nữa đó, nhưng mà nhiều quá ăn không hết cho nên thôi khỏi pate. Cái xúc xích này là y chang xúc xích Việt Nam luôn mọi người. Salad nữa. Cho anh mì này nè. Hậu nướng lại. Nó giòn. Cái này mọi người ăn cứ bỏ tương ớt nhiều là nó ngon nha.
mình thích ăn với cái gì thì mình bày cái đó lên ăn. Hai trứng gà, hai xúc xích, với lại một ít thịt bò. Chắc cỡ 200g thịt bò. Thôi cái này ta ăn với dưa leo có mấy đồ chua mà cà rốt đúng mọi người ha. Nhà Hảo hết dưa leo, hết cà rốt, chỉ có rau muống thôi, cho nên mình ăn rau muống. Nhưng mà ngon nha mọi người. Nói chung họ thấy ăn bánh mì mà với cái gì chua chua nó cũng ngon á. Cái rau muống cái cọng á, nó có nước cắn cái nó xịt ra.
Cái này là kêu bằng ăn sạch chảo luôn. Ăn này không khỏi rửa chảo. Ngon quá. Bánh mì giòn. Bẻ ăn cái nè. Rớt ra luôn. Rất là ngon. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem Thảo. Chào tạm biệt. Bye bye.